Mata. Ok. Ese chicano el pozo ese saltado sale ya. Bán nhím rất là to. Đi. Người hôm nay vui nhất sẽ là con lô dù. Hôm nay cái bột này bạn đánh hơi bị mệt bởi vì xin chào mọi người, mình là Quyết Bonito. Hôm nay sáng ngày hôm nay mình được nghỉ làm, mình đi xuống dưới này sớm với các bạn ấy. Thì đây là Maria. Xin chào. Và Quỳnh nhỏ. Thì hôm nay mình đang ở dưới này với các bạn ấy, xem các bạn ấy làm như thế nào, với lại là phân công công việc cho các bạn ấy. Thì cũng như mọi video thường lệ thì mình bảo với mọi người đó. Thì nếu như không có mình ở đây thì các bạn ấy không biết phân công công việc để làm. Thế nên mình lúc nào tranh thủ rảnh rỗi là mình phải xuống dưới này để cùng với các bạn ấy để phân công công việc cho các bạn làm cho nó nhanh. Và phía trước đây là Golo Dù nha. Golo Dù với Kali nha. Đây là Golo Dù. Đây, bên này hôm nay có anh Phong cũng xuống dưới này chơi cùng với mình. Đây là anh Phong nha, Phong Tony nha. Đấy. Ôi, xuống cho các bạn là à, cái gì đây? Ôi, đã hát. À, các bạn bắt được con chuột ạ. À? Ok. Ok, à, bắt được con chuột. Ăn thịt đi không? Đấy. Thì review cho mọi người xem qua một chút cái nhà khi mà các bạn đã nắp cửa sổ vào. Antonio thì vẫn đang làm. Antonio ơi, chào mọi người đi. Xin chào mọi người đi. Đấy, Antonio thì vẫn đang miệt mài làm. Cửa sổ thì các bạn cho vào rồi thì cũng khá là đẹp, trông rất là đẹp. À, cửa chính thì đây, hoàn thiện rồi. Độ cao của nhà thì sẽ cao như thế kia. Đó. Thì chúng ta xem bên cửa sổ bên này xem thế nào. Đây, phía bên này. Cửa sổ ở phía bên này trông như thế này. Đây là cái cửa sổ to hơn cái cửa sổ bên kia nhé. Vì đây là cửa sổ phòng khách. Thì các bạn làm như thế này to. Và độ dốc của mái thì sẽ làm hai mái đổ dốc sang bên này. Thì các bạn làm hơi thấp cái mái nên mình bảo các bạn làm thêm một hàng gạch nữa để cho nó đổ xuống cho nó đẹp cái nhà. Với lại là mưa nó không bị hắt vào trong. Đó. Chuẩn bị là sắp hoàn thiện đến nơi rồi. Thì hôm nay ngày mình có nhiều thời gian, mình xuống dưới này thì sẽ cố gắng đi cải thiện bữa ăn cho các bạn ấy. Bây giờ mình sẽ đưa Golo Dù đi mua một con lợn. Đưa Golo Dù đi mua một con lợn để về đây cả nhà ăn luôn. Golo Dù, Agora đi mua lợn nhá. Phara mua lợn. Đi cơ. Comprapol của em mua lợn. Em mua lợn. Mua lợn. Mua lợn. Mua lợn. Mua lợn. Ok. Mua lợn. Bây giờ mình với Golo Dù sẽ đi nhá để đi tìm lợn xem thế nào, xem có không. Đi, rồi chúng ta đi nhá. Ba mươi con lô rồi. Mẹ tê sẽ ba ca sét đi. Ba ca sét đi. Xin. Đấy, có nón đầy đủ nhưng mà các bạn không thích dùng này. Em đi mua lợn với con lô rồi nhá. Em sẽ vác cái đi. Đi Tony. Tony tên Doge. Em sẽ phi cao có sôi. Xin. Bố đề lê va. Đấy, có cái khẩu trang. À, đi với cô lô dù nào. Lê va corda, camara. Xin, xin. Corda, saku. Ừ, ok, saku tam bay. Bạn bảo quanh đây có một cái làng nào có bán lợn. Thì chúng ta đến cái làng đấy để đi mua lợn xem thế nào. Bây giờ Golo Dù đang chuẩn bị dây với lại bì để bỏ lợn vào nhá. Chắc là mua một con lợn vừa vừa thôi chứ không mua to vì là hôm nay chúng ta sẽ chế biến món ăn đấy luôn. Dạ. Tênh cô ở đâu dạ? Rồi chúng ta đi nhá. Thank you.
dia, bom dia. Bom dia. Ôi, ở đây họ bán một con nhím to thế. Esse é porco espinho. Esse é quanto? Mọi người, đây họ bán một con nhím rất là to này. À, hiện tại mình đã đến nơi. Hiện tại thì mình với bạn Golo dù đã tới nơi nhá. Và ở đây các bạn ấy bán con nhím to thế. Doutor, esse é porco espinho. Porco de mata. Espinho. Ok. Esse fica nervoso, esse sartar, você aleijar. É. Bán con nhím rất là to. Essa quanto? 20. 20, yeah. Desconto é quanto? Essa mata quando? Matou hoje. Hoje mesmo, hoje? 4 horas, 3 horas. Ah, ok. Da noite? De noite. De noite, deixar de manhã. Ah, é? 4 horas. Está sangue sair. Ok, ok. Isso é caçadeira? É, caçadeira. Cái này thợ săn người ta săn được, người ta ấy mọi người ạ. Já vamos procurar por curso. Queremos por. Porco aqui. Leitão. Tem que ir no Qatar. No Qatar, aqui não tem. Doutores? Sim. Nós vamos ir daqui. Aqui, né? Ở đây không có lợn mọi người, chúng ta đi chỗ khác nhé. Nhưng ở chỗ này họ bắt được con nhím to thật đấy. Nhưng mà mình thì không ăn thịt nhím. Đó. Nhím to thế. Dạ vâng. Obrigado já. De nada. Mas deverá muito aí naquela mãe, aquela mãe aí embaixo. No Olive? É, não, aqui mesmo. Mariana. É. Fábio, o limão que tá morrendo com peixe. É. 300. Con đi, aqui. Chúng ta sẽ đi chỗ khác nha mọi người nha. Chúng ta sẽ đi đến một điểm khác có lợn. Ở đây không có lợn. Doutor, sim. Nós fazer e perguntar naquela mãe, se não saber, nós entrar aqui. Ok, então vamos entrar ali, né? Primeiro ali. Chúng ta sẽ đi vào trong này xem thế nào. Ở đây là các cái khu làng của người dân, người ta ở ven đường á. Thông thường thì ở bên những cái khu này người ta hay nuôi lợn, người ta có lợn bán. Aqui tem escola. Escola, aquela escola. À, trong này có cả trường học đấy nhá. Escola da Kisekula. Ok. Descai aqui. Yeah, descai. Đấy, trong này là có cả trường học luôn mọi người ạ. Bây giờ là para được rồi. Para. Bây giờ là vào trong này là có trường học nhưng mà chỗ này đường không đi nữa rồi. Ok. Để xa đi. Chúng ta phải để xe ở đây. Để xe ở đây xong rồi chúng ta đi vào trong nhé. Đó, bây giờ là chúng ta đi vào trong khu dân cư. Rất tình cờ là mình thấy ở trong này là có cả trường học luôn. Đây là trường học cấp 1 đấy. Ở dưới này. Dưới này là 1, 2, 3, 4. Có 4 lớp học. 4 lớp học ở phía dưới kia. Simao đang dẫn mình đi đến tìm xem là có nhà ai bán lợn hay không. Thông thường là đi vào trong những cái khu làng như thế này thì dễ mua được lợn hơn. Đấy, trong nhà dân nhé mọi người nhé, trong một cái này, trong một cái khu làng. Bông đia, bông đia. Ataki, tay. Bông đia, bông đia. Como? Que tamal? Não tem? Não tem. Ok. Sim. Fala, João. Để cho Simao hỏi nhé. À đấy, đây này. Nhà bà này có lợn đây. Nhà này có cái cây hoa gì đẹp thế? Hoa lo kèn này, trong hoa lo kèn đẹp thế này. Xin mau đi nhanh vậy.
mọi người tranh thủ ngắm những cái làng ở trong này, xem đây là khu dân cư người ta ở như thế nào. Nhà này chắc là xây bằng gạch từ lâu bây giờ, trông nó cũng đã cũ lắm rồi. Bom dia. Tá tudo bem? Ok. Aqui tem muito zingumba. Ah, para plantar. Essa. Semeare no chão. Ok, zingumba. Tá bom. É bonita assim. Dạ, obrigado, já. Họ đang bóc lạc, họ trồng ở trên nương, trên dãy đấy. Mà lạc đấy, lạc đỏ trông rất là ngon. Ok, ok. Đây lợn con bé quá. À, đây lợn mẹ à. Đây, đây này mọi người trông. Mọi người trông chuồng lợn của họ này. Trong chuồng lợn của họ nhé. Rồi. Làm bằng tre. Đậy như thế này. Ok, vamos ir. Đấy, bây giờ những con lợn đấy mới đẻ, lợn bé quá. Chúng ta đi chỗ khác. Chỗ này trông như cái mãng cầu ấy. À đây. Còn nữa đây này. Doutor. Sim. Essa da. Essa é muito pequeno, como é como? Ê, xin mà muốn mua con lợn bé này, một lợn bé này thì lợn sữa. Nó tanh mai gran gì? Mai gran. Không có lợn to hơn mọi người ạ, con này bé quá. Lợn bé mà lợn đực. Essa vende quanto? Essa vende quanto? Nó bông mai xin mai gran gì kệ. Bao nhiêu là? Ừ. Con này bé quá mọi người, bé quá thì bằng đấy người ăn làm sao đủ. Đi xem đâu mà. Não vende, né? Mas daqui é bacana o quê? Tá o peixe, né? Ah, tá cá bem. É, são até a maioria dos já acabaram de morrer. Fica sujado com aquela mãe, com aquele petão, petão doente. Đấy, kể mà cái con đấy mà to gấp đôi thì mua cũng được. Vì con lợn mẹ, đây là con lợn mẹ thì chỉ to được bằng này thôi. Con lợn con thì cũng bé tí tí ấy. Con lợn này có vẻ nó rất là ngon đấy. Bây giờ chúng ta có khi đi tìm xem là ở chỗ khác có lợn to hơn thì chúng ta mua, chứ con này thì bé quá bằng đấy người ăn cũng không đủ nữa cơ, mà có mỗi một con. Mọi người trong cây mãng cầu trông như cây na của họ đấy, trông như cây na. Doutor, esse é fruta pinha. Pinha, né? Fruta pinha. Não tem madura? Não, ainda. Madura da cor, hein? Dá, dá. Dá, mas dá cheio. Ok. Trông như kiểu cũng giống như kiểu cây na, mình không biết cái quả này nhưng mà bán cầu mà sao nó lại nhẵn như này, nhẵn nhụi này. Rồi thì vào trong này thì lợn bé quá thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình chúng ta đi thôi. Mama chào nhá. Mọi người để ý là ở trong các cái khu dân người ta ở ấy thì thường không có cây, vì là người ta sợ cây nó đổ vào nhà mọi người. Mata, deixa eu falar com Antônio. É, segue, né? É aqui, lá. Ok, já. Já, ok. Aqui, elefante. Já, ok, tá bom. À, Sima vừa bảo là ở gần đây nó có một cái rừng nguyên sinh. Ở trong đấy có cả voi, ở trong đấy có rất là nhiều voi. Bữa nào bạn sẽ dắt mình đi đến đây xem thế nào. Dạ. Bạn vào bạn hỏi tiếp đi. Simao là được mệnh danh là Golo dù tức là tham ăn, cho nên là những cái việc mà đi tìm ăn như thế này thì bạn rất là nhiệt tình đấy. Bom dia. Vamos comer. Esse tem. Ok, já. Yeah. Essa grande. Essa não dá. Vem aqui, ele é mostrado dele. Ah. Đấy, ở kia có hai con. Nhưng mà chắc là không phải của ông này. Bom dia. Nhà người ta đóng tre nữa. Nhà toàn bộ bằng đất hết nhé mọi người. Toàn bộ bằng đất. Đây mà tường này xây còn thấy ngả nghiêng này. Không biết là có dễ đổ không cơ. À đây rất là nhiều lợn này. Có cả ngan này. Cái này là một lý tông. Cái này là tao số. Cái này là nào? Đó, cái này là nào?
Esa no es neta. Es que es muy buena. Es que nah, ese no está super. Esa aquí, don, ese posué, está bien. Está después de parir, ficó las dos fêmeas de él. A mí es solo esa, es así. Por más que esa. Está muy usado. Cuando se devale en España, ya es. No, esa no es mía, esa es de don de por. Está bien. Con này họ không bán, họ không bán con này. Họ muốn bán con lợn to nhưng mà tiền của mình chỉ có tiền trong thẻ thôi. Mas aqui pode transferir dinheiro? Mora de caixa. Só lá na cidade. Tem que ser cidade. Tá bom, já. Ok, obrigado, já. Ok. Rồi mình hỏi xem là có chuyển tiền được không thì các bạn ấy không đồng ý chuyển tiền vì ở bên này đi xa chúng ta không nên cầm nhiều tiền ở trong người đấy mọi người, chúng ta chỉ cầm một cái khoản nhất định nào đấy thôi. Ở bên này mà đi ra ngoài cầm nhiều tiền cũng rất là nguy hiểm. Não, ele lá só tá vender grande. Nós queremos letão. Qual é que foi nos mostrar? Ở bên này là khi mà chúng ta đi ra ngoài tốt nhất là một phần tiền chúng ta để ở trong thẻ và chỉ một phần nhỏ chúng ta để ở ngoài thôi. Nós queremos leitão, pelo menos de 8.000. Với cái quan trọng là chúng ta đang muốn tìm mua lợn sữa. Estamos catando soja. Rồi, bây giờ chúng ta đi ra khỏi cái làng này thôi. Chúng ta đi đến chỗ khác để xem là người ta có bán lợn sữa hay không. Sau khi mình với Simao đi ra khỏi cái chỗ nhà anh bạn lúc nãy thì bây giờ là các bạn ấy lại gọi quay lại. Quay lại thì không biết là có bán cái con lợn kia hay không, với lại là hay là có con khác. Chúng ta quay lại chúng ta xem thế nào. Hóa ra đây là nhà thờ. Đây là nhà thờ. Nhà thờ có cả cái thánh giá ở trên này. Nhà thờ cũng làm bằng đất. Chắc là ông kia lại suy nghĩ lại là bán cả con lợn kia không biết. Ông đi. Não, ali mais conversar com aquela mano. Sai fora. Já fui falar com a Kelly. Ela disse não, pode vender. O leitão? Mas ela deu preço de 10 mil. Deixa. Então, onde? Cima, tira aí. Dá pra soja mesmo. Sim, mal. Essa, né? É. Sim. Aquele não. Você quer esse mais grande? Escolher, doutor. Aquele é mais grande. Melhor esse. Mas não é esse? Esse é grande, mais. Os três estão todos aí. Então, vamos querer levar essa. Đấy, ông cuối cùng là ông vẫn quyết định là ông bán cái con lợn đấy nhé. Tôi để preço. Sim. Olha tu nào. Pelo menos desconto, pelo menos mínimo. Você veja grande, fêmea. Đấy, mình hỏi thử xem là có hạ giá không thì ông bảo nhất định là 10.000 quan sát nhé. Tắp bồng và mua lại vài á. Hỏi thử xem là giá cả như thế nào, nhưng mà chắc chắn nếu như mà mình đứng mặc cả thì 8.000 ông cũng bán đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt con đấy để xem là Golo dù bắt con lợn như thế nào nhá. Mọi người trông đây là eu do trabalho do doutor é pagar meu, vou comprar aquele. Ok, tá bom. Tá bom, né, doutor? Tá bom. Mọi người trông chuồng lợn của họ đây này, họ làm cái chuồng lợn như thế này cũng trông có vẻ cũng rất là khéo đây này, làm bằng tre nhá, có mái cũng bằng tre này, thành bằng tre, mái bằng tre, ngan đây, ngan họ có nuôi nhá, đây là ngan trống này.
Còn cái này là khu vực họ nấu rượu, cái kia là để nấu rượu. À, ông lấy đu đủ ra để ông mồi lợn đây này. Lấy đu đủ ra để mồi lợn bắt nhé. À, coco de elefante. Ok. Đây là cái dàn chanh dây chanh leo này. Dàn chanh dây chanh leo đấy. Rất là nhiều lợn này. Ở đây bên này rất nhiều lợn đen luôn. Họ chủ yếu là lợn đen là nhiều. Mồi mồi ấy, mồi mồi để bắt đấy. Eso. Otro nào ấy. Con này có vẻ cũng ngon này. Mồi lợn bắt rất là hay, rất là chuyên nghiệp. Chigolozu. Amaha, dạ Amaha. Bọn này cuốn cuồng lên này, bọn này ra để cứu à, ra để cứu đấy. Ở đây nhà người ta sử dụng rất là nhiều tre để người ta làm hàng rào, làm tường rào. Mọi người để ý ở trên đây người ta lợp mái tôn nhưng mà trong nó bằng tre, bằng gỗ, xong là lợp rất là sộc sạch. Như thế này ở Việt Nam mình là gió thổi là sẽ bay hết nhé. Việt Nam mình là gió thổi bay hết. Đấy, tường tất cả bằng đất. Xong rồi, mình trả tiền xong rồi. Bây giờ là mình với Golozu sẽ về. Đội đầu vang vai. Đi. Người hôm nay vui nhất sẽ là Golozu. À, chúng ta sẽ hành quân đi về. Dạ, obrigado, dạ, obrigado, dạ. Ok. Dạ, vamos. Vamos para guardar aquele dois, já. Já. Alguém vai a boé. Alguém quer ir para a mão. Alguém vai a boé. Agora eu vou dar dinheiro. Đây là bạn của Golozu. Anh heo nhỏ. Xe mình để ở trên kia. Rồi chúng ta sẽ quay lại thôi. Hiện tại mình với Golozu đã mua được lợn về rồi. Golozu vui lắm. Đói quá rồi bạn, đói quá rồi. Chắc mấy ngày nay chưa ăn thịt nữa. Golozu bắt được lợn về là cứ đòi thịt luôn. Rồi để cho Maria nấu nước ra xong đi ta. Maria nấu nước xong rồi chúng ta sẽ thịt lợn sau. Ở trong thời gian mua lợn về xong thì anh Phong anh ở đấy trợ giúp với các bạn một tí. Còn Maria thì đang nấu nước để chuẩn bị thịt lợn. Lúc nãy thì Golozu về xong là đòi thịt luôn cơ. Đòi trọng tiết thịt luôn, nhưng mà mình bảo là phải để đợi nấu sôi nước đi, xong rồi với thịt thì có nước để làm lông chứ. Vì ở đây là thông thường là mọi người ở đây hay sử dụng bằng dầu hỏa đốt để làm lông. Nhưng mà hôm nay là có mình ở đây, mình sẽ bảo các bạn ấy làm lông bằng nước sôi. Thì Golozu là muốn thịt luôn, nhưng mà bảo phải đợi chờ thịt luôn để cho nó ươn thịt đi ạ. Phải có nước xong đã. Nước thì nấu vẫn chưa sôi, nhưng mà Golozu thì cứ chăm để thịt con lợn. Cảm không được, cứ chăm để thịt lợn nhé. Mà trong khi nước chưa sôi này, mọi người ai cũng gàn, nhưng mà bạn này bạn thích thịt, thích làm. Đấy, sau khi mà anh Phong anh nhìn thấy Golozu làm trông buồn cười quá thì anh Phong anh đi vào để làm giúp với các bạn đi các con lợn. Còn là vẫn đang phải nấu thêm nước. Cảnh quay thịt thà giết thì mình không quay cho mọi người xem, vì là nó YouTube nó không cho xem ấy, cho nên là
những cái cảnh hay của chương trình thịt lợn thì mình không quay cho mọi người xem đâu. Bây giờ là Quyết Bonito đang đứng ở trên cái vị trí cao của cái khu vực nhà Antonio. Quay từ trên cao xuống thì mọi người nhìn nó rõ hơn. Mặc dù nó chưa hoàn thiện, trông nhưng mà cũng vẻ là đâu vào đấy rồi. Sau khi mà những cái công tác gọi là nhiều động tác thừa của Golozu thì Golozu đã được triển khai đi lên làm việc của mình, việc chính của mình là xây dựng. Còn anh Phong ở dưới kia sẽ một mình anh Phong làm thịt lợn. Sau đó là hoàn thiện xong, làm thịt lợn xong thì để cho các bạn đi nấu các món ăn của Angola. Hôm nay các bạn đi muốn ăn các món ăn của Angola từ cái con lợn này, cho nên là anh Phong chỉ giúp đỡ thịt con lợn xong, sau đó là Maria với mọi người sẽ nấu món ăn của Angola nhé. Còn song song đấy là ở bên trên này thì anh bạn này đang tiếp tục cuốc đất ở đây để triển khai xây dựng khu vực chăn nuôi ở trên này nhé. Ở khu vực này thì mình cũng đã cho các bạn đi cuốc một cái khoảng trống ở sát cạnh tường nhà, móng nhà. Hôm sau chúng ta sẽ cho một cái rãnh nước ở đây nữa để cho nước không chảy vào. Ở chỗ này thì chắc chắn sẽ chát rồi, cho nên là yên tâm, mọi người yên tâm sẽ không bị nước đổ vào đâu. Đây, xuống dưới này xem thì anh Phong này đang triển khai làm lợn đến đâu rồi. Thì có ông bạn này hay uống rượu đấy, ông ở trong làng thì ông ra ông thấy làm là ông cũng chung tay vào làm. Còn bạn này là con gái của ông trưởng trưởng bản, được Maria gọi ra để làm cùng bởi vì là Maria còn trông em bé nữa, nên là Maria không một mình không nấu được hết. Đó. Thì anh Phong vẫn đang vật nhau với con lợn. Vẫn là con chuột lúc sáng, chuột khô chuột nướng. Các món ăn của Angola ngày hôm nay được bắt đầu từ món tỏi, giã. Mình không biết là các bạn xem nó món gì cũng chưa biết. Tỏi giã với muối salin ấy. Ok, tỏi giã muối. Nói chung là công đoạn chuẩn bị của các bạn ấy, nấu món ăn thì mình chỉ ăn thì mình mới biết được cái món ăn nó ngon như thế nào thôi, chứ còn trông thì mình chẳng rõ được. Đó, đây là anh Phong đã làm xong ấy rồi. Anh Phong đã làm xong lợn rồi. Đấy, sau một lúc thì bây giờ là đã có một ít thịt để lên nồi rồi. Mới đặt lên mà đã sôi rồi, nhanh thế. Ông bạn kia thì đang làm lòng lợn. Anh Phong thì đang làm nốt cái sủ. Còn thì các bạn ấy vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Còn công việc của Quyết thì quay phim. Bây giờ Maria đang làm lòng lợn. Ông bạn kia làm một phần, xong giờ Maria làm lại. Bạn này nấu món của bạn ấy. Maria esa, vai cozinhar de que? Qual é tipo o nome de comida? Jinginga. Jinginga, né? Mete com carne, né? Jinginga, các bạn ạ. Không biết là món đấy là món gì. Bạn làm sạch lòng, xong bạn tí bạn cho nấu lộn vào trong kia. Hôm nay chúng ta ăn full. Lúc nãy mình cho các bạn đi mua full rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn full với cái món lợn này. Đây, ở trong này thì vẫn đang còn nấu ấy, nhưng mà đang còn thịt đang trong này này. Đang đắp lá này. Còn khá nhiều trong. Có mình ở đây nên là các bạn ấy phân công công việc cho các bạn ấy làm việc nó rõ ràng hơn. Công việc nó có vẻ trôi chảy nhanh hơn, tiến triển nhanh hơn. Chứ nếu như không có mình ở đây thì chắc hôm nay cũng chưa xong được công việc. Sau một hồi làm xong lòng các thứ và cái thịt ninh cũng khá là nhiều thì bây giờ lòng các bạn cho lên trên này đây này, cho bếp nấu này. Mặc dù là mình nhìn thấy các bạn làm đấy, nhưng mà cái lòng các bạn làm không sạch như của người Việt mình làm đâu. Các bạn làm cảm giác vẫn bẩn một chút nhé.
Còn cái chỗ thịt kia thì bây giờ các bạn ấy cho, sau khi cho muối vào để ninh rồi thì bây giờ cho hành tây với lại là cà chua vào. Trông có vẻ nó cũng khá là ngon đấy. Nhưng mà cái món này thì mình trông nó không được sạch lắm, nhưng tí mình vẫn cứ ăn nhé. Ở bên này người ta hay làm cái lòng kiểu như thế. Đấy, một lúc nấu xong cái lòng nó chín chín một tí thì các bạn ấy dồn lại với nhau. Sắp mê tế sang ghi tâm anh. Các bạn cho cả tiết vào nhé, cho cả tiết vào. Tiết ở đây thì các bạn sau khi các bạn lấy tiết xong thì các bạn ấy vắt chanh vào. Các bạn vắt chanh vào cho nên là nó bị đen, bị thâm. Đẩy luôn lại. Bây giờ là đến tiết mục đánh bột phun nha. Thịt thì các bạn nấu xong rồi. Bột phun thì bây giờ cho vào nồi để đánh lên. Tí nữa nấu một thêm, như là thêm một món nữa có mì ý với lại gạo nấu chung với nhau thì phải. Mình cũng chưa rõ nữa. Nhưng mà đến đâu thì mình chỉ biết đến đấy. Là các bạn đang bỏ bột phun vào các bạn đánh. Có những khán giả mới chưa xem video lần nào ấy thì mình nhắc lại này, bột phun này là làm từ bột sắn. Bột sắn người ta ngâm xong người ta đi nghiền. Bột sắn người ta củ từ củ sắn tươi, người ta ngâm 2 đến 3 ngày xong rồi người ta phơi khô, người ta đi nghiền ra bột phun này nhé. Anh Phong anh đang đứng học đánh phun đấy. Đánh cái này thì có mà rõ mồ hôi hột luôn đấy. Đấy, còn Maria thì đang nấu món gạo với mì, thì vừa giờ bạn vừa bỏ gạo vào đây rồi, giờ mì bạn cho thêm vào. Mình cũng chưa tưởng tượng được cái món này nó trông ra như thế nào. Hôm nay là một bữa cải thiện đối với các bạn ấy cũng rất là lớn, rất là cải thiện rất là lớn đối với các bạn ấy. Còn bạn này đánh phun thì thấy thở nghe vẻ hơi mạnh. Maria phải ra tay. Anh Phong nhìn thấy đánh phun mệt không? Mệt lắm, đánh vất vả lắm. Vậy à, quá. Anh phun thì đây quá. Chính xác là ăn phun thì rất là ngon nha mọi người. Nhưng mà làm thì đánh cái này cũng khá là mệt. Đấy, cứ đánh như thế này cho đến lúc mà nó đánh tan hết bột khô là ta có thể ăn được nhé. Đánh không còn cái vón bột khô nữa thì là ăn được. Hôm nay cái bột này bạn đánh hơi bị mệt bởi vì là cái bột nó bị ẩm. Bột thì khi mà lúc nãy một bạn đi mua thì mua phải cái bột ẩm, cho nên là bạn đánh hơi bị mệt đối với cái bột ngày hôm nay. Khá là mệt, đánh mất nhiều thời gian hơn. Nếu như mà bột khô thì các bạn đánh sẽ là rất là nhanh, không bị vón cục. Maria đang nấu thêm món gì thì không biết. Rồi, bây giờ là một bữa ăn ngon như ngày hôm nay không thể thiếu được một chút gì đó men. Mình với Antonio sẽ đi mua marufu nhé. Sim, sim. Yeah, vamos ver um bocado de marufu. Mas agora eu quero que aquele o que tem cara de mais velho é que vai.
Tá bom, mình e Antônio sẽ đi. Bây giờ chuyển Cali đi cùng với mình chứ Antonio thì không. Antonio thì sẽ ở lại nha, tại vì là Antonio phải ở lại để quản bạn Golo dù, quản lý Golo dù xem là bạn làm ăn thế nào đấy nha. Rồi bây giờ chúng ta đi nhá. Anh mang robot đu sao? Sao mình đu sao? Ok. Đấy, hiện tại thì mình với Kali đã đến chỗ bán Marubu. Đấy, chúng ta sẽ lên trên đó xem là Marubu của các bạn ấy hôm nay có ngon hay không. Rồi chúng ta lên thử nhá. Ta tụi bay. Xin chào bạn. Ok. De la serie que el manjo queche. Da aquí. Vende como. Vende que ande. Tá bom. Tá. Vende. Marubu rất ngon nha mọi người nhé. Tá bom. Tá bom. Marubu ngon. Đã xong thật. Ở đây các bạn làm ngon đấy. Ong cái thứ nó lao vào trong này nó chết này. Ong lao vào trong này mọi người này. Đây quay cho mọi người xem này. Đây nha mọi người nhá. Ong nó vào nó ăn này. Đó, đây mọi người thấy không? Con ong ở trong ấy. Nó lao vào trong này nó ăn rất là nhiều. Cái marubu này nó sủi bọt mọi người nhá. Lúc nào cũng sủi bọt nổi ga nhá. Cái marubu mà người ta chặt cái cây xong bắt đầu nó nằm xuống rồi người ta đục vào cái thân nó chảy ra cái nước này thì luôn luôn nổi ga nhé, còn cái mà người ta lấy ở trên cây thì không bao giờ có ga như cái này. Một nghìn rưỡi quan sát một cái can 5 lít này nhá. Ê đây nó tập kiện. Kiện. Ừ. Ở lại đây có cái vòng này vào máy dung đấy. Để vào máy sao? Phải lại đây tôi đủ đôi mình đi. Em sao kia tu? Em em mới xin. Em em mới xin. Nào tên kia tôi roca. Nào tên. Bố máy sẽ tôi roca. Por qué no tengo dinero para ponta casa. Tên. Rồi, tá bom. Để vào máy, máy. Đấy, các bạn không có tiền trả lại thì xong là phải lấy luôn cả hết số tiền Marubu nha mọi người nha, mua 2000 Marubu. Rồi, bây giờ chúng ta đi về nha mọi người nha, chúng ta về thôi. Cái rượu này uống rất là ngọt, rất là thơm. Yeah. Sau khi mình với Kali đi mua Marubu về thì các bạn ấy đã nấu cũng xong hết rồi. Còn thiếu mỗi cái món thịt nướng thôi. Đây là cái món thịt các bạn ấy chuẩn bị cho lên nướng đây. Cái phần thủ với lại một bên đùi. Có than để nướng luôn. Còn các bạn này thì vẫn đang tiếp tục cho nó xong xuôi đi một phần nào đi. Rồi, xong rồi chúng ta ở dưới này xong thì mọi người ăn. Đấy, mọi thứ xong rồi bây giờ là ta chuẩn bị ăn thôi. Eu comer só poco spoon, já? Pouco. Sim. Pouco só. Você tá bom, quer pouco, muito não. Đây, cái bột phun hôm nay các bạn đánh không được kỹ bởi vì là cái bột nó bị ẩn cho nên là đánh nó không được kỹ. À, regra. Quem está repleto um pouco de arroz? Goloso. Goloso, já vou comer. Goloso, eu vou comer cabeça porco. Vamos comer já. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị để thử xem là ăn cái món này để đánh giá xem các bạn làm như thế nào nhé. Còn món thịt nướng thì để tí nữa các bạn ấy ăn dần thôi. Mình sẽ cùng các bạn ăn thử cái món thịt nấu kia.
ăn xem nó có ngon hay không. Đây chắc là suất của mình. À, anh Phong cũng có đĩa đây à? Anh Phong này chắc là biết có ăn thì mang cả đĩa đi à? Biết có món ăn thì mang cả đĩa đi đấy nhỉ. Cô lô rồi. Cô lô rồi. Để tay cô mẹ và cô mẹ ra. Vamos comer, vamos comer ra. Ok. Đấy, các bạn đi chia phần cho mình trước đây này. Nhưng mà ở đây thì các bạn không ăn cùng. Ra bên kia. Đây, để đây đợi một tí. Các bạn đi ăn cùng nha. À, bây giờ mình phải thiết kế một cái cốc để mình uống cái maruvu chứ nhỉ. Anh Phong đâu rồi? Vào ăn đi. Kali, vào một con mè ra. Ê, cắt cái này ra, cắt cái này anh Phong này. Cắt cái miệng này ra, hai anh em mình uống chung này. Ở đây không có cốc. Con dao với anh để đâu mất. Con dao... Ờ, à, đây, dao đây. Mà đồ vù. Cái can này uống cái này. Mở ra ga này, mở ra ga này. Đúng, mở ra ga này. Ong ở trong này, ong chui đầy trong này. Nó ngọt quá mà. Đây. Đây nhá, mời mọi người ăn nhá. Bây giờ là chuẩn bị chúng ta ăn nhá. Đây, của anh Phong đây. Tony. Nó đi xa. Đây, 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 để lên trên này này. Cái cái vamos vamos comer ya. Também com o pessoal. Hôm nay các bạn ấy rất là vui. Cô lô dù. À xin tao bông. Cô mẹ xin tao bông. Xin tao bông. Bạn Simao đấy, bạn chắc cũng hơi bị buồn đấy bởi vì bạn đang thích nhận phần cả một cái nữa cơ. Cả một cái sủ nữa cơ. Taki maruvu ra. Pode beber ra maruvu. E o doutor não come jinginga. Taki. Jinginga. Não tem lá ali. Ah, não estamos. Mais velho come jinginga. Ah. Criança come carne. Tá bom. À đây, jinginga đây. Ok. Đây là cái jinginga này mà Antonio bảo này. Đấy. Cái ruột à? Là cái ruột đấy. Bây giờ mình ăn mình đánh giá thử cho mọi người xem nhé. Đánh giá thử cái đồ ăn này các bạn nấu xem. Còn đây là phun này. Cái phun này hôm nay các bạn đi nấu chưa đạt chất lượng đâu. Là vì là nó đang còn cái bột khô này này. Cái đây là jinggang gà là cái ruột lợn. Jinggang no mestre. Tá fatto prato do mestre de Tonifão. Já tem. Tá. Já? Já. Ừ. Cả ngon. Tá, se você não aguenta, vamos só virar. Já tô virar, boa, sai daí, já virei. Já, já não tem gato. Ăn được mọi người, ăn được. Mặc dù là lúc nãy các bạn nên làm mình cảm giác cái ruột nó không được sạch nhưng mà ăn vào vẫn không có mùi thủm thủm đâu. Ăn vẫn ngon. Còn cái phun này thì mình ăn mãi rồi, cho nên là mình biết. Cái chất lượng của phun hôm nay là không đạt. Của mình, phần của mình có một miếng gan này. Miếng thịt này. Đấy. Trong này nhá. Ăn cũng được mọi người, ăn khá là ngon đấy. Khá là ngon. Mặc dù là các bạn không có nhiều gia vị lắm đâu. Cho em tìm một ít maruvu thử xem nào. Uống đã khát lắm mọi người ạ. Trứng maruvu ngon lắm. Cái này một mình anh Phong có thể uống hết chai ấy nhỉ. Ngon lắm. Được đấy. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Cái món ăn rất là ngon. Trời, để xem các bạn ăn thế nào nào. Aqui maruvu aqui. Kia. Se o pai não chegar para me dar arroz, já. Como mọi người ăn à? Não manda para a pessoa comer. Goloso. Convida a pessoa no vídeo comer. Para mời mọi người ăn. Cali. Não convida a pessoa comer. Para que mời mọi người ăn.
Mời mọi người ăn. Các bạn mỗi người một bát nhé. Ở đây là ăn như thế. Đây. Được rồi, đây là mời mọi người ăn nhé. Mình cũng ăn đây để các bạn cũng chuẩn bị các bạn ăn. Hôm nay nhiều đồ ăn lắm. Nhiều đồ ăn lắm. Quỳnh bức ăn nó có mẹ. Scura. Phun ngon phết đi ăn nhá. Ngon mà. Ăn phun mấy cái này ngon lắm. Ăn hơi bị ngon đấy. Antonio, sẽ thì cô mua ai gì? Nó sẽ. Agora vamos bandeira essa, né? Primeiro. Ok. Thực ra thì như thế này nó cũng giống như là một cái buổi liên hoan kết thúc bởi một cái quá trình xây nhà mọi người. Các bạn ấy ở đây là cũng có cái liên hoan sau khi một kết thúc một công đoạn nào đó. Thì các bạn là liên hoan như thế. Thì hôm nay mình ở dưới này thì mình cũng đi mua lợn như thế là coi như các bạn liên hoan, mặc dù là các bạn chưa xong đâu, ăn xong thì các bạn buổi chiều các bạn làm là xong đấy. Ở đây mọi người ăn bằng tay cũng rất là nhiều mà. Đấy, được rồi, chúng ta ăn thôi. Buon appetito già. Ok, molto obrigado. Ok. Rồi, sau một hồi ngồi mọi người ngồi ăn uống thì bây giờ là Quyết cũng ăn xong rồi. Anh Phong ăn xong rồi này. Đĩa của Quyết đây ăn cũng xong. Đấy, nhưng mà hôm nay Quyết uống cũng khá nhiều Maruvu nên đầu cũng liêng liêng. Antonio xem nào. Ngon. Phải là ngon. Ok. Antonio thì đang còn những cái cọng cuối cùng. Đó. Ông bạn kia thì còn xương. Nhưng mà đang còn thịt đấy cho nên các bạn kìa, còn thịt nướng vẫn đang còn trên bếp kìa. Thịt nướng còn trên bếp nhưng mà chắc là để đến chiều các bạn ăn thôi. Mình ăn như thế mình cảm thấy rất là no rồi. Còn Golo dù thì vẫn đang còn đòi ăn nữa. Đấy, bạn Simao này bây giờ bạn còn vét nồi cơ. Bạn này ăn nhiều thật đấy, công nhận ăn nhiều kinh khủng khiếp luôn đấy. Không ngờ luôn đấy. Ăn hai đĩa full to rồi mà cuối cùng bây giờ còn vét nồi nữa, ăn kinh khủng thật. Bình thường là mình ăn chỉ một đĩa thôi này. Đây này, ô này. Maruvu này, ong nó bay đến này. Nó ngửi thấy mùi này, ong bay đến nhé. Rồi, thế thì video hôm nay tôi kết thúc đây thôi mọi người. Anh em ăn uống xong hết rồi. Với lại từ review từ sáng giờ cho mọi người xem ở đấy là như thế nào. Rồi, xin chào mọi người nhé. Anh Phong chào mọi người đi. Ok, xin chào mọi người. Estamos na reta final do Hermos. Ok. Tá bom. Temos um porquito e aceitamos também porquitinhos. Ok. Então hoje vai acabar tudo aí em cima, né? Sim, tudo acaba. Ok. Daqui mais 2 horas só. Ok. Tá bom. Ok. Đấy, Antonio bảo cũng là khoảng 2 tiếng nữa các bạn nên xem nó xong hết ở trên thôi. Maria, chào mọi người đi. Xin chào. Ok. Xin chào. Xin chào. Muito come, muito. Vai xin chào mọi người nào. Ok. Rồi các bạn đi đang ở kia các bạn đi ăn Cali. Rồi kết thúc video nha cả nhà nhá. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người lại những video lần sau nha.